Đây là hóa thạch san hô. Chiếc vòng này là hoàn toàn tự nhiên nha. Không có ai vẽ, không có ai làm gì để tạo ra cái vẻ đẹp này hết á. Từ hoàn toàn tự nhiên. Bây giờ mình sẽ rọi cái vòng này cho các bạn cùng ngắm nha. Đây, đây là hoa san hô trên chiếc vòng rất rất là đẹp luôn. Một trong những cái tác phẩm mà mình thích lắm. Sắc màu rất là đẹp. Thật sự là vẻ đẹp tự nhiên lấy từ trong những cái tác phẩm từ thiên nhiên á, cũng là những cái nguồn cảm hứng cho các cái những cái sáng tác của họa sĩ hay những cái người làm những cái công việc phối màu sắc giống như mình nè. Ví dụ như khi cầm chiếc vòng này á thì mình bắt đầu học được cái sự phối màu của cái sắc bạc xỉu cà phê sữa của mình á, với lại tông xanh, màu xanh hoàng tộc nè, màu xanh này xanh hơi sẫm sẫm ha, xanh navy, không phải là cái màu xanh turquoise, cũng không phải là xanh biển, xanh navy nha. Thì mình hay học những cái bảng phối màu từ những cái chiếc vòng hay những cái tác phẩm đá tự nhiên, phối với màu đen, màu nâu, có tới 4 4 5 gam màu ở trong này nữa, nhưng mà chủ đạo là hai tông, còn chuyển sắc thì đậm nhạt khác nhau. Đó, đó là một trong những cách mà mình hướng dẫn cho các bạn làm việc cùng với mình á về việc phối tông sắc màu. Đó, thì mình sẽ quan sát những cái tác phẩm đá tự nhiên mà mình thấy đẹp, hài hòa, sau đó mình học hỏi, mình bắt chước. Thì rõ ràng ở đây là xanh navy, khi chúng ta phối với màu bạc xỉu hay màu cà phê sữa sẽ ra một cái bản thể rất là đẹp như vậy. Nga, nhìn qua thì tưởng là cái vòng nó đen đen, xám xám, nhưng mà không phải đâu. Rồi bây giờ mình coi cái phần trong nha. Đây, cái phần trong nè, mình hay học phối màu từ những cái bản thực tế lắm, cho nên mình sẽ quay cho các bạn ha. Các bạn mà quan tâm tới hội họa thì khi coi những cái tác phẩm này, các bạn cũng có thể coi là một cái nguồn sáng tạo, sáng tác cho chính mình ha. Đó, đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đây các bạn thấy không? Đó, cái giá trị của nó nằm ở đó đó. Qua một cái tác phẩm, không phải là một cái món trang sức mà mình đeo không đâu, mình học hỏi những cái bản phối rất là đẹp. Thì từ đó các bạn thấy những cái sâu chuỗi bên mình khi mà sau một phối màu á, rất là đặc biệt và rất là độc đáo. Là tại vì mình dựa trên những cái bản thực tế mà mình thấy như vậy nè. Đây, cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn cùng ngắm với mình ha. Các bạn muốn ngắm cận cảnh như vậy hả? Ok, mình sẽ quay một vòng nữa và ngắm thật là cận nha. Máy này ngắm cận độ rõ vẫn còn tốt, cái ống kính vẫn còn cho phép quay thật là cận cận khủng khiếp luôn. Đây, thấy rõ luôn tất cả những cái vẻ đẹp lộ, hiển lộ đẹp ha, rất là đẹp luôn. Cái năng lượng của cái vòng này rất là lớn, khi mình cầm trên tay thực sự là mình có cái sự rung động, thành ra đúng là không có cầm, chứ mình không phải bị rung tay đâu nghe, rung tay chắc mình không làm nghề này được đâu. Mình cũng không có xỏ chuỗi được chính xác nữa, cũng không có xỏ kim được nữa mà may. Nhưng mà khi mà cầm, các bạn cũng sẽ bị như mình thôi, vì năng lượng của các bạn này rất là mạnh mẽ. Mình không thể nào mà không có rung rung như vậy đâu. Đó, trong người cũng cảm thấy rất là bị ảnh hưởng bởi các bạn này, đẹp lắm. Vậy ha, chia tay với bạn này nhé.